Vâng, xin chào tất cả các quý cô bác anh chị trong toàn quốc. Đây là video mà đơn vị chúng tôi đã nhận được do gia đình đã gửi về cho chúng tôi. Đơn vị chúng tôi đã thiết kế toàn bộ cái căn nhà 2 tầng biệt thự này cho anh Tú ở tỉnh Thái Bình. Và sau khi công trình đã hoàn thiện xong thì anh có gửi video bay flycam toàn cảnh xung quanh nhà. Thì các anh chị đang quan sát, đây là không gian nhà ở phía đằng sau nhà. Và hôm nay thì trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì chúng tôi rất là hân hoan, vui mừng chia sẻ đến toàn bộ quý cô bác anh chị về cái không gian của cái công trình này. Và sau khi công trình hoàn thiện xong thì được rất nhiều cái lời khen của tất cả các cô bác, các anh chị ở tại khu vực thành phố Thái Bình. Và đặc biệt thì anh Tú cũng rất là cảm ơn đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đã thiết kế cho anh một cái căn nhà ưng ý. Và anh Tú giữ nguyên bản thiết kế, không thay đổi bất kỳ một cái hình thức nào từ kiến trúc đến kết cấu. Và hôm nay thì công trình đã được hoàn thiện và anh cũng quay bằng flycam gửi cho chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi rất là cảm ơn anh và đại gia đình đã sử dụng dịch vụ của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Cũng qua video này kính chúc anh và đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Thì bây giờ mời tất cả các quý khán giả chúng ta sẽ xem cái phần toàn cảnh không gian phía ngoài của công trình bằng hình ảnh flycam. Sau đó thì Tuân tiếp tục chia sẻ hồ sơ bản vẽ đã một lần chia sẻ các anh chị rồi, nhưng tôi sẽ lồng ghép vào cùng cái video này để các anh chị có cái góc nhìn tổng thể từ phần thiết kế đến phần hoàn thiện thi công như thế nào, để các anh chị có góc nhìn tốt nhất về đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì cũng qua video này, biết đâu đó các anh chị, các cô bác ở trong toàn quốc có ý tưởng xây dựng một căn nhà mơ ước. Thì đây là cái hình ảnh công trình đã xây dựng ở phần thô. Ở nhìn phần thô này thôi, chúng ta nhìn thấy nó đẹp rồi đúng không ạ? Đẹp lên rất là nhiều. Sau khi chúng ta tiến hành sơn vào nữa thì chúng ta thấy công trình sẽ đẹp và lộng lẫy lên rất là nhiều. Đây là cái trong quá trình sơn. Thì mỗi cái quá trình làm bước đi của cái công trình, đơn vị chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ gia đình đến lúc hoàn thiện. Bây giờ mời anh chị chúng ta tiếp tục theo dõi video. Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ các bạn một công trình nhà 2 tầng mái Nhật hình chữ L mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Phạm Ngọc Tú ở tỉnh Thái Bình. Sau khi anh Tú xem được rất nhiều video của tất cả các đơn vị trong toàn quốc thì anh quyết định giao chọn toàn bộ niềm tin cho đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Và chúng tôi rất là cảm kích, cảm ơn sự tin tưởng của anh Ngọc Tú. Thì hôm nay thì trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì chúng tôi chia sẻ toàn bộ hồ sơ của công trình này cho các bạn đang chuẩn bị xem video này, để chúng ta có thêm các thông tin để tham khảo về những mẫu nhà mới của mình. Và bây giờ trước khi vào bộ hồ sơ này thì mời các bạn xem một đoạn video ngắn chia sẻ về các hoạt động của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe một đoạn video ngắn chia sẻ về các hoạt động của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green trong toàn quốc. Và hôm nay thì chúng tôi rất là hân hoan chia sẻ các bạn bộ hồ sơ nhà 2 tầng hình chữ L mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Phạm Ngọc Tú ở tỉnh Thái Bình các bạn nhé. Ở đây thì các bạn nhìn với góc nhìn này, chúng ta sẽ nhìn góc nhìn này, góc nhìn đẹp nhất. Góc nhìn này góc nhìn rất là đẹp. Để chúng ta sẽ xung quanh công trình này thì các bạn thiết kế cái phần mái
rèm này đây, cái phần đây được lợp ngói, và tất cả cái phần này thì chúng tôi đều có cái tôi nói đặc sản của nhà vườn mái Nhật, chính là cái đèn hắt và cái phần diềm mái phía trên cũng tương tự. Đấy, chúng ta bố trí xung quanh phía trên này cũng tương tự các bạn nhé. Thì ở đây thì phần cửa thì chủ yếu là cửa pano kính để phun ánh sáng. Với thế hệ trẻ thì rất thích cửa pano kính để chúng ta làm không gian mở từ phòng khách rồi tất cả các phòng ngủ, chúng ta lấy ánh sáng toàn bộ đưa vào không gian nhà. Thì các bạn chú ý như vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn với góc nhìn tiếp theo. Ở góc nhìn này thì các bạn sẽ nhìn từ trên cao nhìn xuống, thì chúng ta sẽ biết được cái hệ mái của công trình và cái sự giao mái ra làm sao để sau này đến cái phần thi công mái thì các bác thợ có thể chúng ta có thể quan sát được cái quá trình chúng ta làm quá trình mái các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ góc nhìn trực diện. Ở góc nhìn trực diện này thì các bạn sẽ nhìn được toàn cảnh không gian nhà. Thì đây là ba cái góc nhìn chính của công trình nhà vườn nhìn chữ L này các bạn nhé, mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho khách hàng ở tỉnh Thái Bình. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần kích thước chi tiết. Mặt tiền của chúng ta là 9,5 m, chiều sâu nhà là 13 m. Thì chúng ta quan sát ở đây là khu vực phòng khách của chúng ta là 30 m. Đây phòng khách này. Đấy, phòng khách có hai cửa. Đây là cửa chính này, đây là cửa phụ này, sảnh chính sảnh phụ. Qua khu vực cầu thang thì chúng ta sẽ đến khu vực phòng ăn đây các bạn nhé. Bếp thì nấu đun phía ngoài. Và đây chúng ta sau cầu thang sẽ một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này là 12 m². Tiếp tục thì các bạn quan sát lên trên tầng 2. Ở trên tầng 2 này thì chúng tôi có bố trí cho gia đình là hai phòng ngủ cùng với một phòng thờ và cái phần khuôn viên chạy xung quanh. Thì khi các bạn bước bậc lên trên này thì chúng ta sẽ có các cái không gian ở phía đây, thì chúng ta phòng thờ là đi ra đây thì chúng ta có ban công đi khu doanh khu phòng thờ các bạn nhé. Và ở đây thì vào đây chúng ta sẽ có phòng ngủ trên phòng ngủ dưới giống nhau. Tiếp tục vào đây chúng ta có một phòng ngủ nữa, và dưới đây thì chúng ta có phòng tắm và phòng vệ sinh tách riêng ra để các bạn nhé. Đấy rồi, cứ 2D thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green có 3D cho các bạn. Đây phần 3D sàn gỗ mái này. Đấy, các bạn nhìn 3D mái này. Đó, đây là mặt đứng này, mặt đứng 3D này. Đấy, mặt đứng kiến trúc góc nhìn này. Đấy, đằng sau đấy cái cửa đi xuống bếp ấy. Đấy các bạn nhìn. Đó, cứ 2D có 3D các bạn nhé, rất là đầy đủ, rất là chi tiết khi các bạn đặt đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì hiện tại thì anh Phạm Ngọc Tú đang lao động ở nước ngoài, thì anh ở môi trường làm việc nước ngoài thì cái dòng tiền thu nhập tốt hơn, anh đầu tư về quê hương những người thân ở Việt Nam một căn nhà mơ ước. Thì qua video này kính chúc anh là luôn luôn mạnh khỏe ở bên nước ngoài và vạn sự như ý thành đạt. Để các bạn nhìn mặt cắt chúng tôi rất là rõ ràng, rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết cho các bạn. Đấy, từ khu vực phòng tắm vệ sinh, khu vực cầu thang thì các bạn quan sát rất là đầy đủ, bậc tam cấp, khu vực cột sảnh hiên rất là chi tiết, cứ 3D có 2D. Đó. Rồi lát nền rất là đầy đủ cho các bạn nhé. Ở cửa sổ cũng tương tự, cửa đi tương tự, rất là đầy đủ. Và chúng ta sẽ sang cái phần bản vẽ kết cấu. Ở đây cái phần bản vẽ kết cấu này thì chúng tôi sử dụng đó là móng băng các bạn nhé, công trình móng băng. Đấy, làm nhanh cho các bạn để các bạn quan sát phần móng. Và quan trọng là chúng tôi thống kê được gia đình là phần cốt thép, từ thép và quy đổi ra cây, từ mét dài quy đổi ra cây cho các bạn là hết bao nhiêu cây cho các bạn. Đấy, để các bạn nhìn là rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Ở trong đây thì có cả bản vẽ về sau khi bản vẽ kết cấu thì chúng ta sẽ đến một cái bản vẽ tiếp theo, đó là bản vẽ điện nước của công trình, và chúng tôi thống kê đầy đủ. Ở đây thì mình sẽ dừng lại một chút ở cái bản vẽ kết cấu này, chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm. Ở cái phần lỗ thăm mái ở đây thì các bạn chú ý là chúng ta bổ sung cho tôi những cái góc chéo này, là thêm hai cái cây thép nữa, hai cái thép phim 10 để chống cái cắt về mặt nó phá ở cái góc chéo này. Còn ở đây thì chúng ta sát vị trí dầm rồi thì các bạn để nguyên cũng được, để chia sẻ thêm các bạn kiến thức về thi công. Đây tiếp theo là đến bản vẽ điện nước. Ở bản vẽ điện nước này thì chúng tôi cũng làm đầy đủ hết cho gia đình, và ở cái phần thống kê hết bao nhiêu dây điện như nào thì chúng tôi cũng đầy đủ hết cho các bạn, sơ đồ nguyên lý điện, cấp nước, cấp điện đầy đủ hết. Ở đây thì chúng tôi sẽ có cái vật tư hao phí chính của công trình này, thì tôi sẽ chụp màn hình cho các bạn tham khảo nếu các bạn đặt những đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp như chúng tôi. Thì ở đây mình nhắc lại là chúng tôi sẽ thống kê cho các bạn gạch hết bao nhiêu, ngói hết bao nhiêu, thép hết bao nhiêu, rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Thì các bạn tìm một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp như vậy để các bạn có được cái sự chuẩn bị kỹ càng cho công trình. Nếu các bạn lấy dư thép là chúng ta đã hao phí tiền rồi, lấy dư gạch,
là chúng ta đã hao phí. Đấy, thép chúng ta để ra ngoài trời nó bị han gì chúng ta trả lại thì cũng không trả lại được, bán sắt vụn thì giá rất là thấp, các bạn chú ý như vậy. Và phần đây là phần gạch này, các bạn nhìn gạch đây thì chúng ta là gạch quy cách là 65 nhân với 105 nhân với 220 thì chúng ta hết 39.496 viên cả gạch đặt lẫn gạch lỗ, thì các bạn chú ý cho tôi. Tiếp theo ngói loại 11 viên một mét vuông thì chúng ta hết 1.536 viên, rất là chi tiết cho các bạn. Tương tự như vậy, đá granite tây điện loại 2x10 hết 50m, 2x14 hết 100m, 2x2,5 hết 200m, rồi sơn phía ngoài là 276m2, sơn trong nhà là 619,6m2. Đây cái bảng tổng hợp thép đây, bảng tổng hợp này rất quan trọng, thép phi 6, thép phi 8 và đến thép phi 20. Từ phép phi 10 trở đi thì chúng tôi quy đổi ra cây, rất là chi tiết, rất là cụ thể cho các bạn. Đấy, các cái thông số và tổng diện tích nhà này, tổng thép cái nhà này, công trình này là hết 8.797 kg các bạn nhé, làm tròn là 97 kg, thì các bạn biết được hết bao nhiêu thép. Đây, vừa rồi đã chia sẻ nhanh cho các bạn cái công trình chỗ nhà anh Tú ở tỉnh Thái Bình. Anh Tú đặt đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Hờ Rin thiết kế, thì đây là cái hình ảnh góc nhìn đẹp nhất của công trình. Thì cũng qua video này chân thành cảm ơn anh, chúc anh luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý, quá trình làm việc nước ngoài thì luôn luôn là thành công. Cũng qua video này kính chúc anh và đại gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và những bạn nào đang chuẩn bị xây dựng nhà cửa thì đây là cái video để các bạn tham khảo. Và các bạn cần đến một cái dịch vụ, một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp như đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green, thì các bạn nhấc máy và bấm ngay gọi cho chúng tôi theo số hotline 0386 325 566, chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.